Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để tìm được Dragonite. Hiện tại Pokemon Go chúng ta có thể tìm thấy hàng trăm loại Pokemon Gen 1. Nhưng chỉ có duy nhất Pokemon loại rồng là Dragonite có thể phát triển thành siêu rồng Dragonite. Các huấn luyện viên yêu thích, sở thích sở hữu siêu rồng Dragonite. Nhưng làm cách nào để sở hữu được chú rồng mạnh mẽ này thì lại là một vấn đề rất là khó. Cái thứ nhất, các bạn có thể ấp trứng để cho ra Dratini, sau đó tiến hóa thành siêu rồng Dragonite. Trứng để nở ra Dratini là một loại trứng 10 km. Bạn đã chịu khó di chuyển một quãng đường dài như thế để có thể sở hữu được rồng nhí Dratini nhé. Xin được nói thêm là Dratini chính là một trong 60 loại Pokemon được nở ra từ trứng 10 km. Một cách khác để sở hữu Dragonite là đi truy lùng bắt ngoài hoang dã. Dratini là một loại Pokemon thường xuất hiện ở gần cổng công viên hoặc các khu vực có nhiều cây gỗ. Sau khi bắt đủ lượng Dratini, bạn cần 25 viên kẹo để phát triển thành Dragonite. Sau đó, để Dragonite tiến hóa thành Dragonite, bạn cần 1.000 viên kẹo nữa. Nếu bạn dùng lô hoặc insect tại khu vực kế chuyện trong một ngày đẹp trời may mắn, hoàn toàn bạn có thể bắt được Dragonite hoặc thậm chí là Dragonite. Tất nhiên những Pokemon này không thể dùng Pokeball loại hình bình thường để bắt, mà bạn phải tốn rất nhiều Pokeball hoặc thậm chí dùng chúng để hoặc thậm chí là để chúng chạy thoát. Hãy dùng Pokeball cao cấp như loại Genban hay là Ultraban. Chúc bạn may mắn.